ngang qua đây gặp cái con máy cày mà siêu quái thú nữa đây các bạn. Này được anh dân chế cũng khá là ngầu ngộ. Cái chú ảnh đây là cái con mà Kubota mà 4.500-8 đó các bạn. Mà các bạn xem thấy 4.500-8 mà nhìn thấy nó lạ chưa? Thì được gắn cái vàng mà xúc lặt lên đó, để dành mà trang ủ đầu chơi chạy trên lộ chơi bánh lồng nữa các bạn. Đó, 4.500-8 cua ta hào chế thêm cái vàng xúc lặt quá dữ rồi cái vàng này. Đây là ở phía trước cái đầu của mà cái con mà 4.500-8 xúc lặt này nha các bạn. Đây dắt này thì cái vàng nó kìa kìa, anh dở lên hay dở cây lên hạ xuống nè. Chế luôn cái có hai bên hai cái đèn láp luôn các bạn. Sướng chưa? Thì cái này là mình chia sẻ là di chuyển trên lộ nha, thì một hồi nữa sẽ xuống mà hoạt động ở dưới ruộng thì mình sẽ chia sẻ các bạn cùng xem. Đây gặp với anh này chơi chơi, anh dẫn lên chơi xuống cho mọi người xem chơi này. Đã không? Đó, bên lên bên xuống rồi. Rất là lạ nha các bạn. Lần đầu tiên là được thấy loại mà chế như thế này. Qua. Wow. Quá dữ. Chế rất là ngộ ngộ quá nha. Theo như mình được biết đó là cái loại mà 4.500-8 này là không có mà cái gắn cái đầu xúc lặt này nha các bạn. Cái này thì cái anh mình chỉ là chế vô thôi nè. Ngộ ngộ là lạ rồi, mình chia sẻ lên các bạn xem chơi. Đây bây giờ thì tới mà chỗ mà xuống ruộng nha các bạn. Đây mình cùng xem cái con này xuống ruộng nha. Chế quá siêu. Con hươi quá bụi, bụi. Trời trời trời, thả dốc cái tu ghê vậy. Đây con mà Kubota mà 4.500-8 này các bạn. Bây giờ thì gắn cái đầu mà xúc lặt thì giờ ra mà ủi đất ủi đầu đây. Đó, nó ủi như thế này nha. Cũng khá là đẹp đó các bạn. Rất là đi đất nha. Gắn ủi đầu đi đi dữ lắm à. Đó, sướng không? Qua cao ngược lên luôn, ủi ủi tới cầu da. Con mà 357 rồi các bạn. Cái chỗ này bộ đất nó chạy lắm sao mà mắc ban con máy cày này vậy đó ha. Dạ, và bây giờ phải xới lại bưng quầy đó ha. Bưng cho nổi ủi trang lại.
bỏ miếng ruộng mình chứ nó gò hay chú gò. Đi đất đây nha các bạn. Lần đầu tiên mình được thấy là được chế như thế này nha. Hàng này là một dạng hàng hiếm, trước giờ là chưa thấy. Không biết nơi các bạn có đã từng chế như thế này chưa, nhưng mà ở chỗ mình thì đây là lần đầu tiên mình được thấy. Ha, giờ mình sẽ lên cho mọi người cùng xem chơi. Thì các bạn có gì mà cho sức các bạn thông cảm nha. Gắn cái làm ở như thế này là cỡ khoảng cỡ 3 mét các bạn, làm từ chừng 3 mét này. Thì anh chủ đất chỉ hướng dẫn mà cách cho mà trang kìa. Đó, quay thu xúc lạc. Chế khá là lạ mắt. Bận bận đi chưa, kinh khủng chưa. Kìa cái anh đó, anh cầm cái tay ben kìa các bạn. Đó nè, đây thấy không, điều khiển bằng tay ben nó nhịp nhịp đó, thấy chưa.
dở lên rồi nè.